Sancho khó tới PSG. Từ Telegram khẳng định, PSG từ chối Modladon Sancho vì anh không nằm trong kế hoạch của họ. Sau khi nói lời chia tay với Kylian Mbappe, bà lãnh đạo Paris Saint-Germain không giấu giếm tham vọng mang về ít nhất một cầu thủ tấn công chất lượng để thay thế vai trò mà tiền đạo người Pháp để lại ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo nhiều nguồn tin từ Anh và Pháp, bà đông Sancho là cái tên mà nhà đương kim vô địch Leeds ăn nhầm đến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có động thái chuyển nhượng cụ thể nào dành cho chân chạy cánh sinh năm 2000 tờ Telegraph mới đây khẳng định PSG không có ý định trả giá để chiêu mộ Radon Sancho vì anh không nằm trong kế hoạch của họ. Về phần Manchester United, giới chủ câu lạc bộ sẵn sàng trao cho cầu thủ này một cơ hội mới để hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ người Anh sẽ tiếp tục ở lại Manchester United, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suốt đá chính cùng Marcus Rashford, Anthony và Garnacho. Bonner mau chi đậm cho Argentina. Theo nguồn tin từ Team Talk, Bonner mau chuẩn bị đưa ra mức giá 25 triệu bảng cho SDN Kentia. Sau khi thương vụ giữa Olympique Marseille và SDN Kentia chính thức đổ vỡ, Arsenal buộc phải lên phương án khác để bán cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates không cần quá lo lắng, bởi chân suốt 25 tuổi vẫn thu hút sự quan tâm từ một vài đội bóng. Everton và Bournemouth là hai câu lạc bộ sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ trưởng thành từ lò Hewen. Trong đó, The Charrier tỏ ra quyết tâm chiêu mộ SDN Kentia hơn cả, sau khi họ vừa đồng ý bán Dominic Solanke với giá 65 triệu bảng. Theo nguồn tin từ Team Talk, Bonner báo chuẩn bị đưa ra lời đề nghị rơi vào khoảng 25 triệu bảng để chiêu mộ S. Kentia. Tuy nhiên, con số đó có thể thấp hơn yêu cầu của Arsenal. Đại diện Bắc London đang cân nhắc bán anh với giá gần 30 triệu bảng. Bản thân cầu thủ mang áo số 14 cũng để ngỏ khả năng rời sân Emirates, với hy vọng có nhiều thời gian thi đấu hơn. Một thương vụ chuyển nhượng khả dĩ hoàn toàn có thể xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Máy quyết phụ phàng với Mourinho. Ngôi sao người Maroc không muốn chuyển đến bến đỗ nào khác ngoài Old Trafford sau khi thương vụ lại và Sai giao ui chút hạ, Manchester United được đồn đoán sẽ tập trung tối đa vào kế hoạch bổ sung thêm nhân sự cho hàng tiền vệ. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán cả Casemiro lẫn Scott McTominay nếu nhận về lời đề nghị phù hợp. Nhưng có lẽ trước đó họ cần tìm kiếm phương án thay thế cho những cái tên này. Mối liên kết giữa Man U với tiền vệ Man U ở Ugate đã tồn tại trong xuyên suốt những tháng gần đây, nhưng cho đến nay tình hình vẫn không tiến triển khi họ từ chối đáp ứng mức giá Paris Saint-Germain yêu cầu. Trong khi đó, Forfana cũng được xem như mục tiêu tiềm năng khác. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano, cầu thủ người Pháp quyết tâm gia nhập AC Milan. Vì vậy, có thể nói quỷ đỏ đang gặp vô vàn trong việc nâng cấp chất lượng cho tuyến giữa. Song bên cạnh những mục tiêu hàng đầu, trong trường hợp Ten Hag muốn tăng cường thêm lựa chọn nơi khu vực này, ông hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án đưa Som hay An Am bắt trở lại. Cầu thủ người Maroc chỉ vừa mới kết thúc hợp đồng cho mượn với Manu sau khi họ tuyên bố sẽ không kích hoạt điều khoản mua lại anh từ Fiorentina. Am Zabat nhận được nhiều sự kỳ vọng khi chuyển đến Old Họ tin rằng cầu thủ 27 tuổi có thể mang những màn trình diễn mạnh mẽ như tại kỳ World Cup 2022 và màu áo quỷ đỏ. Nhưng sự khắc nghiệt ở Premier League đã khiến Amrabat chóng ngợp. Chỉ khi mùa giải bước vào tháng cuối cùng, máy quét người Maroc mới thực sự tìm lại phong độ. Amrabat đá chính 3 trận cuối cùng tại Premier League, giúp Man U giành 2 chiến thắng. Quan trọng hơn, ở trận chung kết FA Cup, trận đấu quyết định vận mệnh của Ten Hag, anh cũng góp mặt trong đội hình xuất phát và thể hiện màn trình diễn ấn tượng, giúp họ đánh bại Manchester City. Phong độ của Amza bắt trong những ngày cuối tại Old Trafford đã mang đến cho Man U một chút hy vọng về cái tên này. Về phần cầu thủ 26 tuổi, truyền thông cho rằng anh nhất quyết muốn trở lại với Ten Hag, thậm chí đang ngó lơ lời đề nghị Fenerbahce, đội bóng đang được Vâu Mui nhiều dẫn dắt đưa ra. Sau một mùa giải chơi tại xứ sở sương mù, ngôi sao người Maroc ăn hẳn đã rút ra được những bài học quý giá. Bên cạnh đó, việc được tiếp xúc với lão tướng Casemiro cũng giúp anh có thêm kinh nghiệm trận mạc. Đây cũng có thể là phần nào lý do khiến bắt quyết tâm quay lại Ultra First. Vì vậy, nếu tình hình chuyển nhượng vẫn ảm đạm trong những ngày tới, họ hoàn toàn có thể cân nhắc tái hợp ngôi sao Fiorentina nhằm tăng cường thêm lựa chọn nơi tuyến giữa. Ngoài ra, nếu chưa mộ thành công Amzabat, họ cũng sẽ hình thành cơ sở vững chắc để bán đi McTominay hoặc Casemiro. Napoli ra điều kiện cho Chelsea. Victor Osimhen là mục tiêu theo đuổi dài hạn của Chelsea và có vẻ anh đã ở rất gần với Stamford Bridge. Thêm Luz đã chi gần 200 triệu bảng Anh trong mùa hè này cho 12 cầu thủ, với Pedro Neto là cầu thủ mới nhất cập bến Stamford Bridge sau khi chuyển đến từ Wolves với giá 54 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, mùa hè mua sắm điên cuồng của Chelsea sẽ chưa dừng lại khi họ vẫn đang thiếu một trung phong chất lượng. Theo đó, Victor Osimhen của Napoli là người từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Đầu mùa hè này, tiền đạo người Nigeria tuyên bố anh không còn muốn gắn bó với Napoli và từ đó tạo ra một cuộc chạy đua khốc liệt giữa các câu lạc bộ. Millsport đưa tin. Chelsea hiện đưa cho Napoli một thỏa thuận trao đổi. Cụ thể, Osimhen sẽ đến Chelsea và tiền đạo thất sủng Romelu Lukaku sẽ rời đi theo chiều ngược lại. Trong khi đó, The Sun bổ sung thông tin rằng Antonio Conte muốn có hai cầu thủ và 39 triệu bảng Anh để đổi lấy chữ ký của Osimhen. Vâng và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Chelsea đón cú hích lớn đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ của một trong những tiền đạo trung tâm xuất sắc nhất châu Âu. Nhìn chung, dù phải đối mặt với không ít chỉ trích, Nicolas Jackson thực chất đã có một mùa giải ra mắt đáng khen ngợi khi trực tiếp góp dấu giày vào 19 bàn thắng, 14 bàn, năm kiến tạo của Chelsea ở Premier League. Dù vậy, với những gì đã thể hiện, thì cựu sao Villarreal vẫn khó có thể dẫn dắt The Blues đến những danh hiệu lớn và hiển nhiên, người làm được điều đó là một tiền đạo đủ khả năng ghi đến 20 đến 30 bàn thắng mỗi mùa khi mà Chelsea đang sở hữu hàng loạt cầu thủ trẻ ở vị trí tiền đạo cánh, rõ ràng họ cần có một trung phong cắm thực sự đỉnh đạc để dẫn dắt hàng công. Hơn nữa, hệ thống của huấn luyện viên Angel Mareka vẫn luôn cần có một số chín hàng đầu để có thể được vận hành một cách trơn tru, đơn cử như trường hợp của Jamie Vardy ở Leicester City mùa trước. Vì thế, Chelsea vẫn đang triển khai kế hoạch mua thêm tiền đạo trung tâm vào mùa hè này với mục tiêu hàng đầu là Victor Osimhen. Sau quá thời gian dài đàm phán, rốt cuộc thì Chelsea cũng đã tạo nên một bước ngoặt trong thương vụ bong tấn dành cho ngôi sao người Nigeria. Theo tiết lộ từ TBR Football, các cuộc thảo luận giữa The Blues với Napoli hiện đang tiến triển rất tốt và đội chủ sân Stamford Bridge cũng có cho mình một cú hích lớn khi phía đối tác đã chấp nhận giảm giá Osimhen. Dù cách đây không lâu, câu lạc bộ xứ Napoli vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Cụ thể, Napoli đã luôn khẳng định rằng trong trường hợp Osimhen rời đi, họ muốn điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo này được kích hoạt. Dù chấp nhận để phía đối tác chi trả qua nhiều đợt, Napoli không muốn thương lượng về con số 111 bảng được ghi trong điều khoản kể trên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thì đại diện đến từ Serbia đã thay đổi lập trường của mình và TBG khẳng định họ sẽ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận trị giá khoảng 85 triệu bạc. Dễ hiểu tại sao Napoli lại chấp nhận xuống nước với Osimhen bởi tiền đạo này đã công khai ý định rời đi và Chelsea cũng là câu lạc bộ duy nhất đang đàm phán chiêu mộ ngôi sao này. Vì vậy, họ không thực sự chiếm thế thượng phong trong những cuộc thương lượng với The Blues và đặc biệt là khi huấn luyện viên Antonio Conte lại đang muốn có được sự phục vụ của Romelu Lukaku. Tất nhiên, đây lại là một cú hích to lớn khác đối với Chelsea bởi họ có thể thực hiện một thương vụ trao đổi thay vì chi trả toàn bộ mức phí chuyển nhượng của Osimhen. Tương tự Napoli, dù Lukaku sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 38 triệu bảng TBR khẳng định, Chelsea đã sẵn sàng hạ giá chân sút người bị xuống còn 30 triệu bảng. Ở thời điểm hiện tại, không khó để nhận thấy cả hai đội đều đang tỏ thái độ hợp tác, nên sẽ không quá bất ngờ khi một thương vụ sớm được thực hiện trong những ngày sắp tới. Arsenal nhanh tay vụ Garcia. Arsenal đang cân nhắc một động thái cho Juan Garcia và điều khoản giải phóng hợp đồng của thủ môn này có thể buộc họ phải hành động nhanh chóng. Garcia vừa mới trở lại Espanyol sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành huy chương vàng tại Thế vận hội và đang được coi là sự thay thế tiềm năng cho Giam Đeo, người rất muốn rời Arsenal để tìm kiếm suất bắt chính. Theo Mirror, Espanyol không muốn để Garcia ra đi, nhưng anh có điều khoản giải phóng hợp đồng. Điều khoản này hiện là 21,4 triệu bảng Anh, nhưng theo báo cáo, con số này sẽ tăng lên 25,7 triệu bảng Anh sau ngày 15 tháng 8. Do đó, pháo thủ sẽ cần phải hành động nhanh chóng để tránh phải trả thêm tiền cho cầu thủ 23 tuổi. Báo cáo cũng nêu rằng Ajax đã nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Ramil. Câu lạc bộ Hà Lan được cho là đã đưa ra một lời đề nghị mượn giam đều và đã bị Arsenal từ chối, pháo thủ đang muốn bán thủ môn này. Wolves, Nottingham Forest và Southampton cũng đã được liên hệ với đều. Anh đã phải chịu đựng một năm khó khăn sau khi mất vị trí thủ môn số 1 của Arsenal vào tay David Raya. MU quan tâm Tony. Huấn luyện viên Brentford có câu trả lời huấn luyện viên Brentford. Thomas Sorang đã có những bình luận về tương lai của tiền đạo Ivan Tony, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United khi Ramos Hall gặp chấn thương, còn Jot mới chỉ cập bến Man United, huấn luyện viên Eric Ten Hag đã bắt đầu cân nhắc đến việc chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp khác để tăng cường hàng công, với Ivan Tony của Brentford được xem là mục tiêu hàng đầu. Chia sẻ được trang The Mirror dẫn lời, huấn luyện viên Thomas Soran có bình luận về tương lai của tiền đạo Ivan Tony khi cho biết đã có nhiều câu chuyện khác nhau xoay quanh tương lai của Ivan Tony. Trong 6 tháng qua, rất nhiều tin đồn đã xuất hiện về việc cậu ấy sẽ rời Brentford. Tuy nhiên đến bây giờ, Tony vẫn đang là người của đội bóng vì vậy tôi nghĩ chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc đảm bảo rằng cậu ấy sẽ là người của Brentford ở mùa giải này. nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rất phấn khích vì với tôi, Ivan Tony là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. tôi rất thích làm việc với cậu ấy và chúng tôi cũng có một mối quan hệ tuyệt vời. đó là những điều tôi nghĩ và tôi cho rằng Tony vẫn sẽ là cầu thủ của Brentford sau ngày 1 tháng 9.